Hello bạn ơi, cho mình hỏi tí. Thật sự là bạn hơi bị cao. Dạ rồi. Bạn đến từ đâu? Dạ em ở Nam ra. Em tên là gì? Dạ em tên Thảo. Tên Thảo á? Em xin bao nhiêu? 2k5. 2k5 á? Thảo tiền. Cao chứ, đâu còn phải cao nữa ấy. Sau này em hứa với anh đi. Hứa với anh là sau này em sẽ đi thi người mẫu để anh được bình chọn. Dạ em chuẩn bị đi du học rồi anh. Đi người mẫu đấy chứ. Đi du học. Thế hứa với anh là đi du học xong về mình phải thi người mẫu. Ok luôn. Hứa nhá. Dạ. À, làm cái này. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m78. 1m78. Nặng bao nhiêu? 56 cân. Dạ. Kiểu anh có cái máy trông nói dối ấy. Thật. Em mà trả lời sai nhá, nó sẽ tít tít tít. Trả lời đúng nhá, nó sẽ tinh tinh tinh. Không, trả lời thiệt mà. Trả lời thật không? Bây giờ anh cầm cái máy chống nói dối ra đây nhá. Ok. Đấy, máy chống nói dối của anh rồi. Tôi lỡ nặng hơn sao? Lên em ơi. Em ra đây em hơi ăn nhiều. À, ra đây ăn hơi nhiều á? Thôi được, cứ lên đi. Ủa trời ơi. Chắc là ra Hà Nội món ăn ngon quá. Mình không kìm được lòng thì đã tạm thời là tăng 3 cân. Tít tít tít. Em cũng không có gì giờ ăn hết lên. Mới còn một cái máy chống nói dối nữa. Không, để cho em nói lại đi. Được. 1m85. Nhấc nhấc cho anh ấy chân lên. Đấy, dặm cho anh. Nhà anh nó cũng hơi điều kiện, không có điều kiện là cái này là 1m50. 1m50 này. Đến đây à? Ok, nhấc cho anh cái chân. Uầy, lúc em bảo 1m76 đúng không? Không. Em bảo 1m77. Ừ, nó tầm đấy. Tầm đấy. Cao thật. Thề luôn, ừ đúng rồi, 1m78 ấy. Do gen mà. Uầy, nhà em ai cũng cao à? Dạ vâng, ở nội ngoại cũng cao. Thằng em nó cũng mới học lớp 9 mà nó cũng cao hơn em rồi. Uầy. Nhà này có di truyền làm người mẫu anh em ạ. Không làm người mẫu, đi catwalk thì làm người mẫu ảnh. Anh em nếu mà ai booking thì qua tôi nhá. Cái gì? Sau này tôi sẽ là quản lý của bạn đấy. Em ơi, em cao 1m6. Cao 1m6 á? Ừ. Cao ấy, cân bằng anh ấy, nặng bao nhiêu cân? Em 43 cân. 43 cân á, em còn nói thật không ạ? Em ơi, em cũng vô rồi. Kiểu gì? Anh đang hỏi là em còn nói thật không? Thật á. Nói thật á? Bởi vì anh có cái máy chống nói dối ấy. Ok. Dở cái máy đấy ra thì nhớ mà sai thì sao? Sai thôi. Sai thôi á? Từ từ để anh lấy cái máy chống nói dối ra đấy. Đây. Lên em ơi. Cẩn thận đấy anh. Cẩn thận luôn nữa cơ. Máy chống nói dối của anh mà. Đéo lên 87 này. Cân nhà anh khui rồi. 87 chưa đôi. Em xuống. Cân nhà anh khui rồi. Em lên em ơi. Cân nhà anh khui rồi. 41 cân. Sao tại này em không ăn đấy? Chết rồi, tại bữa, cái này hư rồi. Không phải tại hư đâu mà tại người yêu em đợt này ít quan tâm đến em ấy. Nên là về bảo người yêu quan tâm nhiều hơn, đưa đi ăn nhiều hơn để cho tăng cân. Chắc là dạo này công việc nhiều nên là stress. Công việc chỉ là một phần thôi, còn phần nữa là tại người yêu ít đưa đi ăn quá. Anh sẽ lần theo. Anh ơi không ổn nha. Chết thật. Cái này, cái giày của em bao nhiêu phân đấy? Em cũng không nhớ nữa. Mà chỉ mình tính cả đấy nhá. Nhấc chân của anh bác. Rồi. Đéo cùng nhìn nữa. Ủa ơi. Cái này 1m50 mà gần đến rồi ấy. Quê là quê. Thế mà cái 1m6. Thật với anh em tôi không thể tin được luôn. Đúng là mẹ tôi dạy là không bao giờ sai. Con ra ngoài con ít tin con gái lại. Con gái này chết. Anh chấp cả giày với nhá. Mà cao bao nhiêu? Em cao 1m52. Chỉ cao 1m52 nhưng sao đang yêu dịu dàng đôi môi thăm duyên. Nặng bao nhiêu cân? Em 42 cân. 42 cân á? Không có nói thật không? Nói thật á? Nói thật nhá. Nhìn em 42 sao ạ? Bởi vì anh có cái máy chống nói dối ấy. Ok. Thì em nói thật mà. Ừ. Em tên gì anh? Em tên là Thương. Máy nó báo tít 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 thì là em đang nói dối. Còn nó báo tinh 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 thì em đang nói đúng. Ok không? Thế bây
bây giờ nhớ đâu à, em bảo là em muốn 2 cân nhưng mà đấy là lúc em cân, còn bây giờ em tăng cân thì sao? Ừ, thì anh biết đâu. Còn bây giờ nhớ em cao hơn một xíu hoặc em thấp hơn một xíu thì sao? Thì anh chấp nhỉnh hơn 1 cân ấy. Để anh dở cái máy trông nói dối của anh ra nhé. Tên mời em. Thật luôn à? Thật luôn, mời em. Ok ạ. 42. Rồi, chuẩn không cần chỉnh em nhá. Máy này nó vừa báo là tinh tinh tinh. Nhấc chân. Rồi, dăm. Cái này của anh đúng mét rưỡi rồi này. Có mét đồng hai đi anh. Thôi rồi, tạm thời cho bạn ấy nó đúng nha mọi người. Tạm thời cho nó đúng. Ok ạ. Ok, em đi chơi vui vẻ nhá. Thế thì rất cảm ơn em vì đã tham gia chương trình. Ok ạ. Xin chào anh ạ. Chúc em hạnh phúc. Okay. Em 49 cân, 1m65 ạ. Em nặng 46 cân ạ. 46 cân ạ. Vâng. Cao bao nhiêu? Em cao 1m6 ạ. Em cao 1m6. Em nặng 44 cân. Mình cao 1m56. 1m56 ạ. Nặng bao nhiêu cân? Nặng 47 cân. 1m6. 1m6. Chuẩn không? Cân nặng? Cân nặng à? Lâu rồi em không cân thì chắc là tầm 56 rồi. 56 cân à? Lên em ơi. Bé này suy soát 50 cân. Ăn chặn của tôi 1 cân anh em ạ. Em bảo bao nhiêu nhỉ? Chắc là dặn em hơi lên ký ạ. Bạn ấy điêu mọi người ạ. Cao có 1m6 rồi. Tôi 1m63. Bây giờ em mới bảo 1m65. Mọi người tin được không? 1m50. Rồi nhấc. Nhà anh kiểu không có điều kiện đấy. 1m50. Trở lên. Lại điêu anh em ạ. À, anh cao mấy bao nhiêu ạ? Anh 1m62, 63 rồi. Em nhìn thấy vai của em với vai của anh nó ngang với nhau ấy ạ. Em không được 1m6 đâu. Em chỉ được 1m56 thôi. 43. Người ta vừa bảo là người ta 49 cân anh em ạ. Thì tôi đã cân lên và người ta 43,5. Vẫn là 51 cân. Thế không, đây là con gái không thể tin được lời. Đến đây là 1m50 rồi. Đến đây là 1m50 rồi nha mọi người. Đến đây là 1m50 rồi. Chắc là tôi cũng không cần phải đo nữa đâu. Bởi vì em ấy quá thật thà. 56. Đấy, thế thì giảm 53 thì vẫn là đẹp. Cân đấy là cân quá đẹp rồi. Em hồi lâu rồi em không cân, em không biết. Là 1m56 đấy. 1m6, ok. Chuẩn anh em ạ, 1m56. Em này rơi vào tầm 1m57 anh em ạ.